Thể hình lý tưởng với chiều cao 1m86 và cân nặng 80kg. Tranh chấp tay đôi ấn tượng cả trong không chiến và cả các pha bóng tầm thấp. Dần giúp người hâm mộ xua tan nỗi nhớ Kim Dong Su. Hoàng Anh Gia Lai vừa có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân nhà Pleiku trước Đông Á Thanh Hóa. Ngoài điểm nhấn là hai pha lập công của Xuân Trường Văn Toàn ở một hiệp đấu, huấn luyện viên Kia Tây Sắc còn bố trí trung vệ An Sehi ra sân từ đầu trong vai trò trung vệ lệch phải. Cầu thủ người Hàn Quốc tỏ ra chắc chắn trước công thành thủ môn Dương Văn Lợi, sát cánh cùng Mauricio và Hữu Tuấn trong hàng thủ ba người của Hoàng Gia Lai. An Sehi chơi bóng tự tin, chững chạc và góp công không nhỏ cho thành tích sạch lưới trong ngày ra mắt của anh. Yeah, this is the first game for An Sehi. Of course, the player. Của cầu thủ giữa mùa thì chúng tôi cũng đã có sự hai thay đổi cầu thủ. Bruno thay thế cho Bino và An Sehi thay thế cho Kim Dong Su. Thì đội Thanh Hóa thì chúng tôi cũng biết rằng là đội bóng này có những cầu thủ chất lượng và chúng tôi không thể chủ quan được. Đấy, và chúng tôi tiếp tục chơi theo cách của chúng tôi và đặc biệt trên sân nhà tận dụng cơ hội để mà chúng tôi sẽ có điểm số tối đa trên sân nhà. That's why we try to get the point in home game first. That is follow our way. That is the most important. An Sehi sinh năm 1991, anh được công ty đại diện gửi sang Việt Nam nhằm tìm thử thách mới. Trung vệ 31 tuổi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2015 trong màu áo câu lạc bộ Busan Ipark. Anh chỉ ra sân 5 lần tại K-League 1 cho Busan Ipark rồi cập bến Daejeon Hana Citizen. Trước khi chuyển sang Việt Nam, An Sehi dành toàn bộ thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Anh trải qua 3 giải đấu K-League, K-League 2 và K-League 3. Hoàng Gia Lai thành câu lạc bộ thứ 9 trong sự nghiệp của An Sehi. Trước khi được chính thức ký hợp đồng, An Sehi có 10 ngày thử việc ở Hoàng Gia Lai. Trung vệ 31 tuổi đã thuyết phục được huấn luyện viên Kia Tây Sắc về khả năng chơi bóng. Anh được xem là bản hợp đồng thay thế cho Kim Dong Su, người mới trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Yeah, because he must learn about V-League. Đối với Kim Dong Su thì đây là trận đấu đầu tiên của anh ấy chơi ở giải V-League, cho nên là chúng tôi cũng không đặt quá nhiều những kỳ vọng anh ấy và cũng không từ đó để không tạo ra những áp lực cho An Sehi ở trận đấu đầu tiên. Nhưng mà trong cái quá trình mà tập luyện với đội bóng 2-3 tuần thì An Sehi đã có sự thích nghi và nhập đội bóng hôm nay thì như cô nghĩ rằng là anh ấy hòa nhập và chơi tốt. Đúng rồi, khi có sự bổ sung của An Sehi thì đấy là bổ sung cho hàng phòng ngự chúng tôi. Trên cái quan điểm là phòng ngự chắc chắn thì cũng đã có những nhân tố để mà thực hiện cái ý tưởng này, và chúng tôi tiếp tục củng cố hàng tấn công cho tiếp tục thêm hoàn thiện. An Sehi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 75.000 euro ở thời điểm hiện tại. Anh từng được định giá cao nhất là 175.000 euro hồi tháng 12 năm 2020. Hợp đồng giữa Hoàng Gia Lai và An Sehi sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2022. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của mình, trung vệ sinh năm 1991 hứa hẹn sẽ giúp cho đội bóng phố núi thi đấu chắc chắn hơn, qua đó hướng đến mục tiêu vô địch V-League 2022.